Và hôm nay có sự kiện đó sẽ là gương thông soi giả ơn Misahi xin 6 tủ phở để review cho mọi người xem. Và đối với gương này tôi sẽ mua được 10 gương. Ok, mua một gương thôi. Mở thử xem như thế nào nha. 3, 2, 1. Ấy, wow. Cái gì đây? Ôi, báo hiệu 6 tủ phở của Mía coi như thành công đấy anh em à. Wow, chúng ta đã có kim thông soi giả ơn một gương duy nhất anh em. Đùa. Hy vọng sẽ nhả vía cho mọi người nha. Bây giờ sẽ mở tiếp tục 5 tô còn lại. Cảm ơn bạn tên khó đọc quá. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Mình sẽ cố gắng là 5 nít còn lại sẽ cố gắng kiếm cái kim thông soi giả ơn. Ok, hồi nãy là một gương ra đúng không? Thôi mua 5 gương đi cho chắc anh em. Nít đầu là kiểu như là xài hết nhân phẩm cả năm rồi. Ok, năm gương này không ghé ha, tiếp tục ha. Không biết nói sao chứ nick đầu là không cơ, nói chung là có nhân phẩm xài hết vào cái nick đó hay sao rồi. Còn 5 tô còn lại không thấy gì nè anh em. Đây rồi, 5 tô còn lại còn 4 tô nha. Hy vọng 4 tô còn lại sẽ ra anh em à. Mất 1 tô rồi. Cái thứ hai, cảm ơn bạn anh xin lỗi nha. Nói chung á thì cái gương á nó ghi hơi sai sai nha mọi người, nên vì thế các bạn đừng hỏi vì sao nha, chứ mấy con không biết vì sao luôn. Nhà phát hành ghi như thế thì mấy cũng chịu luôn mọi người, có lẽ là các bạn lập trình viên ghi sai thôi. Ok, mua 10 gương nào. 3, 2, 1. Khui. Rồi, tô thứ hai đã ra đi anh em ạ. Ảo ma Canada nha. Cảm ơn bạn anh xin lỗi nha, tiếp tục. Và nick chính của mình luôn anh em. Chơi mà không chơi cái nick chính giang hồ không coi ra gì. Bây giờ chơi nick chính luôn, nick chính của mình thì cũng chưa có skin Hayate không soi giả ưng. Các bạn đã xem như bởi cái Hayate follow chưa, nghe là có skin mới nên sẽ review ba chụp bài cho mọi người, để mọi người có nhiều clip tham khảo. Ok, bây giờ chúng ta mở gương thứ nhầm cái nick thứ tư nè. Chúng ta xem là nick thứ tư này chúng ta sẽ có gan không. Đây nick chính của mình đây anh em ạ. Khôi. Khôi. Lớp này tập tiền chứ lụm gì nữa anh em. Bày tô vỡ thứ ba rồi. Tiếp tục nick thứ năm nha các bạn ơi. Hôm nay mới mở 6 nick cho mọi người xem, để xem là được mấy nít gà được kiên thống sói giả ưng. Ok, khui nào. Nít thứ 5. Khó lắm anh em. Clip này Mía muốn truyền đạt với mọi người là hơi khó, nên vì thế các bạn suy nghĩ kỹ. Mở thì cũng vui thôi. Nói chung thì các bạn thì cân nhắc, nhưng mà khó gà lắm. Ok, cảm ơn đã theo dõi clip, nhớ follow ủng hộ kênh nha mọi người.
no one can navigate the tides of chaos alone. Holy dragon has been defeated! My ally has been defeated. Iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Defeated. You have defeated an enemy. Watch this. An ally has been defeated. You have defeated. Watch this. Now, you have defeated an enemy. Watch this. Your tower has been destroyed. Nice assisting. Our dragon lane tower is under attack.